chị Vĩnh Phương, đừng cảm động, nhặt được thùng rác dưới lầu đó. Sắp xếp được đó, xem ra cũng không lạc hậu chút nào. Được đó, có phong cách của anh đó. Giày kia, thay giày đi, lát nữa sẽ thay thôi mà, không phải nhà anh đâu. Nếu là nhà anh thì anh sẽ thay. Tặng hoa làm gì? Để chúc mừng em chính thức tốt nghiệp. Thì đúng là khiến anh lãng phí rồi. Hoa cũng đẹp đó. Anh nghe nói mấy người quen với việc bận rộn đều không thích nghi được với cuộc sống nhàn hạ. Giờ em thấy thế nào? Năm năm nay em bận rộn như vậy, không biết phải trách ai đây nhỉ? Người ta thì lắm việc mà, đúng không nào? Đến ngày nay tâm trạng em ổn chứ? Tốt lắm. Không cần 797 nữa, ai không vui chứ? 797 gì cơ? 7 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối tăng làm. Một tuần làm việc 7 ngày. Không phải chứ, nghiêm cảnh trí bốc lột em vậy sao? Anh ta so với anh. Em vẫn ổn chứ? Sau này hai bọn em không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh biết em nghĩ gì rồi mà. Anh ấy biết chuyện trước kia rồi. Chuyện gì vậy? Ông trời sai khiến, số mệnh trêu ngươi. Dù sao em cũng chán nói dối rồi, như vậy cũng vừa hay. Nói tóm lại, Kim Kịch Trí sẽ không tha thứ cho em đâu. Dù sao anh ấy lớn như vậy, mới bị người khác lừa một lần đầu tiên mà. Em buông thật rồi sao? Được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa. Đi nào, đi dạo vòng vòng với anh. Đi đâu? Du lịch đó. Coi như phần thưởng cho 5 năm làm việc khổ sở của em. Không đi, em còn chưa tìm được việc mới nữa. Căn nhà em chắc lần trước cũng bị người ta giành mất rồi. Mấy căn có điều kiện tương đương thì em không có điều kiện đi trả. Em đi theo anh đi, anh mua cho em. Thôi được rồi, vậy mau đưa hết tài sản ra đây. Anh đã đánh tiếng giúp em với một công ty rồi. Em muốn khi nào đi thì đi lúc đó. Em cũng yên tâm đi, anh thương lượng tiền lương rồi thì có cao hơn lương lúc trước, không thấp hơn đâu. Thực ra, em muốn thăm dò ngoài thị trường chút. Dù sao 5 năm rồi, cũng chưa phỏng vấn. Em muốn xem năng lực của mình đến đâu. Được, em vui là được. Nhưng cứ giữ lấy danh thiếp này đi. Bao giờ vui thì nói sao? Được, cảm ơn anh. Nhất định phải đi đó. Nằm mơ đi. Nhà em có gì ăn không? Anh còn chưa ăn sáng nữa. Vừa mới ngủ dậy mà. Chưa tỉnh ngủ sao? Ngủ cùng nhau một lát không? Mì nấu trứng, thêm một quả trứng nhé. Tinh thần à, mì trứng gà này phải cho nhiều trứng vào, nhưng trứng cho em ăn. Còn anh ăn mì, được, hôm nay anh tặng cho em hoa. Anh nói thế nào thì thế đó, có thích không? Thích lắm. Hạnh phúc quá. Thư ký Đồng. Giám đốc Kim, gọi Triệu Diễn Phương đến đây cho tôi. Giám đốc Triệu xin nghỉ rồi. Lý do gì? Hình như xin nghỉ là vì kết hôn. Nghỉ kết hôn. Cô ra ngoài đi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ăn mì thôi. Anh buồn ngủ như vậy à? Anh đã nói là cùng ngủ đi mà. Anh có ăn mì không đây? Có. Ai vậy? Một tên đáng ghét. Nếu có chuyện gì thì cứ nghe đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Tinh thần, giờ em không còn là thư ký nữa. Bỏ bản năng nghề nghiệp của em đi. Hãy làm người phụ nữ của gia đình. Ăn mì đi, ăn đi, ăn đi. Nhưng mà mì này ngon thật đó. Hay để
anh tuyển em làm một đầu bếp riêng cho anh nhé. Ý anh là bà Triệu à? Anh nói thật mà. Anh lấy số đào hoa của mình ra thì. Hơn nữa, em và Nghiêm Cảnh Trí chắc là không thể nào bên nhau nữa rồi. Hay chúng ta cũng làm hợp đồng hôn nhân đi. Giống như trong phim, em cứ ra điều kiện thoải mái. Vì một bát mì mà anh bán thân mình luôn à? Đây là một bát mì sao? Đây là mì ăn cả đời. Cả đời đó em hiểu không? Triệu Diễn Phương, em phát hiện miệng của anh. Đi theo anh cũng khó quá. Em rót cho anh cốc nước, cảm ơn em. Alo, giám đốc Nghiêm, nghe nói anh xin nghỉ phép. Đúng rồi giám đốc Nghiêm, sao vậy? Có chuyện gì sao? Xin nghỉ phép kết hôn. Tinh thần, anh muốn ăn nho, loại nho đã rửa sạch đó, rồi đút anh ăn từng quả một, được. Giám đốc Nghiêm, sao vậy? Kế hoạch ra mắt thị trường đến đâu rồi? Cái này vẫn chưa hoàn thành, dành lên, nộp cho tôi trong tuần này, thời gian này. Đây là vấn đề anh phải giải quyết. Tôi lại bắt đầu rồi, tôi khổ quá mà. Anh vừa nói cái gì? Không có gì. Anh hỏi em có ăn nho không để anh xuống mua cho em. Lợi nho được rửa sạch rồi, anh đút cho em từng quả một đó. Đồ thần kinh. Ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc đây? Tôi khổ quá mà. Tôi đã liên tục 3 ngày đó chưa xem phát sóng trực tiếp trên nhà tôi rồi đó. Xong đời rồi. Cái quần thâm mắt này dù có bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không cứu nổi. Trước giờ tôi chưa từng làm việc trên mạng nhiều như vậy. Công việc làm mãi không hết. Mọi người à, uống chút nước chỉ tre núi đi, giảm nhiệt, tránh cho cổ họng giống như tôi nè. Có chị Tinh Thần ở đây thì tốt quá. Chị Tinh Thần. Có rồi. Thư ký Đồng. Giám đốc Nghiêm, gì đây? Tôi thấy gần đây anh hình như có chuyện không vui. Cho nên sao cô biết tôi không vui? Thích chơi giờ mìn. Là chị Tinh Thần nói cho tôi biết. Cô hỏi cô ấy. Không đâu. Là chị Tinh Thần trước khi nghỉ việc đã để lại ghi chép những điều cần lưu ý cho tôi. Bên trên viết như vậy. Nó đâu? Thế nào rồi? Sao vậy hả? Giám đốc Nghiêm bảo chúng ta tan làm đi. Tan làm. Hôm nay không cần tan ca hả? Quả nhiên vẫn là chị Tinh Thần có cách. Đợi đã, từ từ xem nào. Sao hình như cô không vui thì phải. Ngọn lửa cứu mạng của chị Tinh Thần đưa tôi đó. Tôi quên đi in rồi. Chuyện này có gì đâu. Cô gọi điện cho cô ấy là xong mà. Đúng hả? Gọi điện. Trường Vĩnh Hoàng, anh đúng là thông minh thật. Anh cũng là ngọn lửa cứu mạng của tôi. Không đúng, mấy giờ rồi nhỉ?
Sắp muộn đến buổi gặp mặt tinh thần tôi rồi. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt. Chúng ta cũng mau mau tăng làm thôi. Nhanh lên nào, tăng làm thôi. Tôi phải chăm sóc da mặt, làm nóng cửa. Sắp mệt chết tôi rồi. Tôi đi trước nhé, tạm biệt nhé. Cảm ơn. Bác sĩ Hàn, để em cách giúp anh. Không cần đâu. Tay của anh dùng để cầm dao phẫu thuật trị bệnh cứu người. Chuyện nhỏ này cứ giao cho em làm. Cô Đồng, thực ra tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, không phải thần tượng gì đâu. Vì vậy em mới càng thấy em xứng đáng với sự tôn trọng của em, vì anh chính là thiên sứ áo trắng chữa bệnh cho mọi người. Đúng rồi bác sĩ Hàn, em hỏi anh chuyện này được không? Lúc xem mặt anh nói là anh chưa từng hẹn hò. Là thật sao? Chuyện này tôi không cần thiết phải nói dối. Nhưng tại sao vậy? Điều kiện của anh rõ ràng xuất sắc như vậy mà. Tiếp xúc người khác giới sẽ khiến cơ thể tôi không thoải mái. Anh bệnh sợ gái sao? Từ nhỏ, anh đã có, khi học cấp 3, có người sau khi bị tôi từ chối lời tỏ tình, đã đẩy tôi từ cầu thang xuống. Từ lúc đó, tôi cảm thấy con gái là một sinh vật vô cùng đáng sợ. Cô ta đúng là loại hâm mộ chuyển sang ghét bỏ điển hình, đúng là rất đáng sợ. Nhưng bác sĩ Hàn yên tâm, tôi tuyệt đối không ghét bỏ quay lại hại anh đâu. Cô Đồng à, tôi có thể hỏi cô một câu không? Được chứ. Tại sao cô lại theo đuổi thần tượng? Em nhớ khi mình năm 4 đại học, cảm giác vô cùng bức bối và hoang mang, chính là không biết sau khi tốt nghiệp sẽ nên làm gì. Cho đến một ngày, em vô tình xem được tiết mục của Tri trên Vô Tuyến, cảm nhận được sự kiên cường cùng cố gắng của anh ấy đối với giấc mơ âm nhạc, lúc đó thực sự đã đánh động đến em. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, em cũng cảm thấy bản thân có thêm năng lượng và sức mạnh. Vậy là cô, coi họ như nơi gửi gắm tâm hồn. Hay nói cách khác, như một loài tín ngưỡng, có thể hình dung như vậy, anh ấy chính là nơi gửi gắm tinh thần của em. Hơn nữa, vì thích Jay, mà em đã quen được rất nhiều bạn. Anh biết không, được nói chuyện trên trời dưới đất với người cùng sở thích, thì tất cả những áp lực phiền não đều tan biến mất hết. Bác sĩ Hàn, ăn bít tết đi. Sao không đi xe mà muốn đi bộ vậy? Ăn xong đi bộ tiêu hóa một chút. Giả lại có thể cùng đi bộ với thần tượng của mình cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Bác sĩ Hàn, em đến rồi. Vậy cô về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Trông cô khá mệt mỏi. Hôm nay là ngày tan làm sớm nhất trong tuần này của em. Giám đốc Nghiêm thấy không vui, lại theo dõi và bắt chúng em tăng ca. Anh ấy làm sao vậy? Đại khái là sau khi chị tinh thần nghỉ việc, anh ấy hơi không quen. Bác sĩ Hàn, thực ra chứng sợ con gái cũng là loại chướng ngại khi giao tiếp. Tôi biết mà. Vậy chắc anh cũng biết, có thể điều chỉnh nó thông qua điều trị liệu hành vi, trị liệu gây mê ngày hôm nay. Tạm biệt thần tượng. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Hẹn gặp lại.
Alo, alo, chị nghe máy rồi hả? Anh kiếm đâu ra vậy? Đương nhiên là do tôi chụp rồi. Hôm đó cậu ấy có đến. Ai nói cậu là không? Theo như tôi biết, cậu ấy không chỉ đến bệnh viện ngay, mà còn ở đó với cậu cả đêm. Tôi chụp bức ảnh đó là đêm hôm đó đó. Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu không nói trước với tôi? Thì hôm sau tôi đã đi công tác rồi. Ai ngờ là cậu không biết. Anh còn nhớ bức ảnh này không? Không sai, người trong bức ảnh đây là cậu. Bảo sao tôi thấy trông quen vậy? Tôi bị mất một phần ký ức ngoài mong muốn. Tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi bức ảnh này được chụp. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Cậu muốn hỏi gì? Tôi cầu hôn có thành công không? Không. Xem ra cô ấy từ chối là thật. Từ chối, không phải vậy. Tôi có ấn tượng mạnh về ngày hôm đó là vì bạn gái cậu chưa kịp đồng ý lời cầu hôn của cậu thì cậu đã bị ngất xỉu rồi. Ngất xỉu? Nghiêm Cảnh Trí. Nghiêm Cảnh Trí. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đã từ chức rồi mà. Cô tinh thần phải không? Phải. Chào cô, tôi gọi từ công ty Đông Quành. Xin hỏi ngày mai cô có thời gian đến phỏng vấn không? Có. Vậy lát tôi sẽ gửi cho cô thời gian và địa điểm cụ thể. Được, hẹn mai gặp. Cảm ơn cô, không cần cách sáo. Vậy nhé, hẹn mai gặp cô. Anh đợi ở dưới nhà. Không phải chứ. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi không có ở nhà, lại còn rất bận nữa. Tối muộn tôi mới về. Anh đợi em. Ai vậy? Giao đồ ăn đây. Đồ ăn của cô đây. Tôi có đặt đâu. Cô là cô Nhiếp phải không? Phải. Địa chỉ đúng mà. Đây. Cảm ơn. Cùng ăn đi. Nghiêm Cảnh Trí. Anh làm như vậy là tự ý xông vào nhà người khác đó. Em ở nhà suốt mà. Tôi vừa về. Trên WeChat hiển thị hôm nay em mới đi bộ 48 bước. Vậy thì em không hề ra khỏi nhà. Anh theo dõi kịp thời đại đó. Nhiếp Tinh Thần. Em nhìn anh đi.
rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi. Phải, chúng ta từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Hơn nửa giờ tôi đã nghỉ việc, từ giờ trở đi, chúng ta hãy coi nhau như là người xa lạ, được không? Có coi nhau như người xa lạ không? Không phải một mình em quyết định. Trước kia anh cũng đâu có bám riết như vậy. Sao hả? Chẳng lẽ sau khi biết sự thật, mà vẫn còn muốn thích tôi? Em không cần kích anh. Hôm nay anh đến là muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Sao em lại nói dối là năm đó em từ chối lời cầu hôn của anh? Không cần xảo biện, anh có nhân chứng. Nếu đã có nhân chứng thì anh nên biết rằng khi đó tôi không hề đồng ý. Lúc đó anh ngất xỉu. Cụ thể xảy ra chuyện gì, vì sao em lặng lẽ rời đi? Nói anh biết. Khi đó, thời gian cũng lâu quá rồi. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Được. Vậy em hãy giúp anh, để tự anh nhớ lại được. Sau đó sẽ theo ý muốn của em. Anh không đến tìm em nữa. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh. Em không muốn. Phải. Tôi thấy anh không nên có quan hệ quá mật thiết với thư ký cũ. Cũng là tôn trọng thư ký hiện tại, không phải sao? Là em đang nói đến anh và Chân Niệm sao? Anh và cô ấy chỉ là bạn bè. Tôi đâu có quan tâm hai người là quan hệ gì. Không còn sớm nữa. Tôi phải đi ngủ. Vậy mà em còn hỏi. Em sẽ thay đổi ý định thôi. Chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại. Nhớ ăn bữa tối đó. Xin chào, cà phê tôi đã đặt trước. Của cô đây. Cảm ơn. Lại thông qua. Bệnh kém cỏi đến vậy sao? Giết tinh thần. Mình không thể nào kém cỏi như vậy được. Thực sự kém cỏi đến vậy sao? Cô Nhiếp, hôm nay trò chuyện với cô rất vui vẻ. Cô về nhà đợi thông báo là được. Được, mong có vinh hạnh được gia nhập với công ty. Alo, là phỏng vấn rồi. Dương Cảnh Trí. Là anh đây. Hoàn hảo. Xem ra tôi đã biết trước kết quả phỏng vấn rồi. Anh vất vả rồi. Là em sao? Vào đi. Muốn uống gì tự lấy. Tôi không uống. Tôi đến để xác nhận danh chuyện này. 5 lần 7 lượt khoa học phỏng vấn của tôi. Rốt cuộc là anh muốn gì? Em biết anh muốn gì mà. Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Như vậy có lẽ em sẽ không kiếm được việc ở Kinh Hải này. Cho dù là Triệu Diễn Phương giới thiệu cũng vô ích thôi. Anh. Được. Không phải là giúp anh tìm lại ký ức sao? Tôi có thể đồng ý với anh. Nhưng phải nói trước là nếu tôi đã cố gắng mà vẫn không có kết quả, anh không được làm khó tôi nữa. Dù sao cũng là chuyện đến bác sĩ cũng không làm nổi. Tôi cũng chưa chắc là làm được. Được. Còn nữa, anh cũng đã cầu xin tôi. Bây giờ mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Không thành vấn đề. Cô còn yêu cầu gì khác không? 7:30 sáng ngày mai đợi dưới cửa nhà tôi. Không thành vấn đề. Đợi đã. Tặng em cái này. Không cần. Nhìn nó rất giống em. Hôm nay sẽ đi đâu? Đi theo tôi.
Chẳng lẽ ngồi xe buýt sẽ có ích cho việc khôi phục trí nhớ của anh sao? Lúc đầu tôi luôn cho rằng anh chỉ là một viên chức bình thường, cho nên chúng ta mỗi lần ra ngoài đều ngồi xe buýt. Tôi còn nhớ khi đó anh cũng rất thích thú. Đi nào. Trước đây chúng ta thực sự đã làm cái này. Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đường Đường là giám đốc Nghiêm, sẽ không bị làm khó bởi mấy khúc gỗ này chứ. Anh dùng cái này làm gì? Gì cũng được. Phát huy trí tưởng tượng của anh đi. Bắt đầu thôi. Sao vậy? Nhanh như vậy đã không có kiên nhẫn rồi à?
Chào buổi sáng. Đồng Hân, chị Ái Lộ. Sao chị lại ngồi ở chỗ của chủ nhiệm Quang vậy? Anh ấy có chuyện gì sao? Anh ấy làm gì có chuyện gì? Em mau xem nè, chị mới làm bộ móng mới đó, đẹp không? Hôm qua khó lắm mới được nghỉ, chị không nghỉ ngơi sao? Cái này đối với chị, để mình trở nên xinh đẹp hơn, chính là một kiểu nghỉ ngơi. Chị sẽ giới thiệu cho em một chỗ làm. Cô ngồi đây làm gì? Chủ nhiệm Hoàng có chuyện gì sao? Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì được? Vậy của anh không phải là bản giới hạn mới sao? Sao vậy? Tôi không biết. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, mua hàng giấy thì đừng mua hàng mới ra. Vậy quanh chỗ tôi làm gì đó? Xảy ra chuyện gì à? Đến muộn rồi, đến muộn rồi. Chủ nhiệm Quang, chủ nhiệm Quang, xảy ra chuyện gì sao? Có thể là chuyện gì chứ? Tôi nói cho các người nghe, hôm nay đứa bé kia cùng tôi đi công viên một ngày, buổi tối ngủ cứng cả cổ, đau quá. Tôi bóp nhanh nhé. Công viên, anh không tăng ca cùng sếp sao? Không, không mà, sếp không gọi cho tôi. Chỗ này, chỗ này, chỗ này. Không có, cũng không gọi em. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây không phải là bình yên trước cơn bão đó chứ? Không phải chứ? Không đau. Nắng, nắng, nắng. Sếp. Nghiêm tổng, nghiêm tổng. Có chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì à? Mọi người, chào buổi sáng. Chào buổi sáng hả? Nghiêm tổng, cái đó, báo cáo tài chính tháng trước mai mới nộp được. Không sao, không vội, cứ từ từ. Tôi cảm thấy không phải có chuyện gì rồi đó chứ. Chắc tôi không nhìn nhầm đó chứ. Sếp đang cười với chúng ta sao? Vừa rồi sếp còn dỗ cha tôi, dỗ về nói với tôi, không cần vội, cứ từ từ. Bão đã qua tuần trước, có nắng tuần này, tâm trạng của sếp lúc nào cũng là sáng mưa thất thường. Đúng vậy, tôi biết rồi, cuộc sống tình cảm của sếp có vấn đề rồi. Tối nay có việc, hẹn nhau ngày khác nhé. Chuyện gì vậy? Có cần anh giúp không? Ngày khác là lúc nào? Ngày mai hay là ngày kia? Được. Trang cá nhân cũng không đăng gì mới. Chặn mình rồi. Giám đốc Nghiêm, đây là nội dung kế hoạch của tháng sau. Triệu Vĩnh Phương hôm nay có đến công ty không? Giám đốc Triệu, anh ấy hình như xin nghỉ phép rồi. Tôi nghe người bộ phận anh ta nói vậy. Cho tôi mượn điện thoại. Tôi đang muốn xin sếp cho nghỉ phép. Điện thoại của tôi để quên ở nhà rồi. Gọi thư ký Đồng vào đây. Ai ạ? Đến tai cũng bỏ quên ở nhà rồi sao? Điện thoại không quan trọng. Điện thoại không quan trọng. Thư ký Đồng quan trọng. Tôi sẽ đi gọi ngay. Anh vừa tiện đường, nên lên xem. Không được. Tối qua anh nằm mơ thấy chúng ta, cái quỷ gì vậy? Cũng không được. Anh thấy chuyện tìm lại ký ức, vẫn cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cứ nói như vậy đi. Anh tin em nhất định từng nghe qua câu không được bỏ dở giữa chừng. Cậu là ai vậy? Đây không phải là nhà của thư ký Nhiếp sao? Mẹ, ai vậy? Anh đến làm gì? Anh đúng lúc tiện đường nên lên xem thế nào. Con quen cậu ta? Con
đồng nghiệp cũ. Đây là mẹ tôi. Đồng nghiệp à, mau mau mời vào. Không cần đâu cô. Cháu tinh thần. Nước rửa chén trong nhà hết rồi. Sao anh lại ở đây? Hai cậu đều biết nhau sao? Vậy thì tốt. Tôi đang nấu cơm, hai cậu giờ cùng ăn luôn, cho đông vui. Dạ được. Nào nào. Hoan nghênh cô đến Kinh Hải chơi. Ngày mai hai người muốn đi đâu? Cháu sẽ dẫn đi ạ. Vậy thì ngại quá. Bởi vì chúng tôi làm lỡ dở công việc của cháu. Như vậy không tốt lắm. Đúng vậy không sao ạ. Ba mẹ của Tinh Thần chính là ba mẹ của cháu. Đưa ba mẹ đi chơi là quan trọng nhất. Công việc gì chứ. Tiểu Triệu dẻo miệng quá. Nào đứng dậy. Bạn đứng thử món này của cô. Đây là món tủ của cô đó. Dạ cảm ơn cô. Cháu cũng đã nói rồi mà, làm sao Tinh Thần nấu ăn ngon như vậy? Hóa ra là học từ tay nghề của cô. Anh không ăn được cay, ăn ít thôi. Không sao. Tiểu Triệu, cháu không ăn được cay. Vậy món này không sao không sao đâu ạ. Cay cũng được mà, cay cũng dễ ăn. Tay nghề của cô ngang hàng với đầu bếp năm sao đó. Nào cô chú, cháu mời hai người một ly. Nào nào, thái độ của thằng nhóc này không tồi. Cảm ơn chú. Tử lượng cũng giỏi ghê. Cái đó, cô chú, cháu cũng mời hai người một ly. Chủ này không uống được thì đừng miễn cưỡng. Tiểu Nghiêm đúng không? Đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn đi. Gấp mà ăn. Đúng rồi, lúc nãy cô nghe cháu nói hai cháu là đồng nghiệp đúng không? Vậy tôi muốn hỏi cháu, ông chủ của mấy đứa đầu óc có vấn đề à? Mẹ ăn món này đi, con đừng ngắt lời mẹ. Con nghe Tinh Tinh nói, sáng nào trước 7 giờ rưỡi nó cũng phải đến nhà ông chủ của các cháu, giúp cậu ta phối đồ, lại còn là buổi sáng. Đây không phải là chuyện của người giúp việc làm sao? Không chỉ có vậy, ngay cả 24 giờ chờ nhận việc, không được nghỉ ngày nào. Mỗi lần cô gọi Tinh Tinh đều nói, mẹ, con đang tăng ca. Ông chủ của mấy đứa sao có hầu hạ vậy? Thư ký Nhiếp bận như vậy là vì ông chủ coi trọng cô ấy. Coi trọng cái gì chứ? Đây là bóc lột một cách trần trụi. Tinh Tinh nhà chúng ta làm tốt như vậy, nếu mà không phải do không làm nổi nữa thì sao lại xin nghỉ chứ? Đúng vậy đó. Lúc trước nợ công ty của Tiểu Triệu chỉ làm được 5 năm, đúng không? Tinh Tinh nhà chúng ta là người coi trọng tình cảm. Nếu không phải tình huống đặc biệt sẽ không nghỉ việc đâu. Ba, mẹ, hay là chúng ta ăn cơm trước đi. Tinh Thần, ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể. Thời gian này em gầy đi quá nhiều. Ông chủ của em quả thật không phải là người tốt gì. Tiểu Triệu nói đúng, con ăn nhiều vào. Đừng chỉ là nói. Đúng rồi Tiểu Nghiêm, cháu giữ chức gì ở công ty? Cháu làm, anh ấy là trợ lý của con. Trợ lý à? Chẳng trách. Cháu vẫn làm việc ở đó. Không được nói xấu ông chủ. Cô hiểu mà. Nhưng cô phải khuyên cháu một câu. Công ty đó không có tiền đồ. Với ông chủ kia đi theo thì được gì chứ? Không được gì đâu. Đâu? Con gái rượu, vất vả rồi. Ăn cơm nè. Chú ơi, cảm ơn ba. Chuyện này không cần chú phải động tay. Để cháu bóc vỏ cho cô ấy là được rồi. Tinh Thần, anh bóc vỏ cho em. Tiểu Triệu của chúng ta biết quan tâm người khác quá. Tôi cũng bóc cùng. Hôm nay món này hơi cay. Rất lâu như vậy mà chỉ có 2 con, hiệu suất kém quá. Cái tôi chú ý là chất lượng. Tôi muốn chú trọng thịt tôm giữ nguyên vẹn, hình thức đẹp. Không giống ai đó chỉ điên cuồng chạy theo tốc độ.
Các anh bốc nhiều như vậy, tôi cũng không ăn hết. Các cậu không ăn à? Tôi ăn. Chú ơi đây, chú ơi, còn có cháo nữa. Cho tôi, cảm ơn nhé, vất vả rồi. Đừng chỉ bốc vỏ tôm, nào, ăn đi. Đào, tôi cũng ăn một con. Đây là tấm lòng của các cháu. Đào. Đào, giúp cho nhé. Diêm tổng, tạm biệt. Anh không đi à? Tôi mua cho cô chú đã bảo vệ lưng, các hai người vẫn chưa biết dùng lắm. Vì vậy tôi ở lại chỉ cho họ cách dùng, không giống như trợ lý nghiêm của chúng ta đi tới hai bàn tay không. Tôi tiễn anh xuống lầu. Tạm biệt. Tôi ghim anh rồi đó. Ba mẹ em đến sao không nói anh biết? Tại sao phải nói với anh? Vậy sao Triệu Diễn Phương biết? Tôi nói anh ấy đứng ra tạo đón ba mẹ tôi. Em có thể gọi anh, anh cũng có thể giúp em. Kim Tổng, anh vượt quá giới hạn rồi. Đi xe cẩn thận, trên đường về chú ý lái xe. Em là người vượt quá giới hạn trước. Tối qua tôi chỉ vì muốn giúp anh phục hồi trí nhớ mà thôi. Vậy tối hôm em ở bệnh viện, tại sao lại hôn trộm anh? Còn muốn phủ nhận sao? Giết tinh thần, em có thể thành thật chút không? Rõ ràng em có cảm xúc với anh. Tôi không có. Vậy em hôn anh làm gì? An ủi bệnh nhân à? Anh chỉ muốn nói với em, nếu như còn lần sau, em không cần phải lén lút. Em có thể hôn một cách quang minh chính đại. Tôi只为你一人敞开，这是爱，并非意外，呼吸一般自然。天意如此，无法更改，我的温柔全部给你来主宰。快回忆被塑料袋。 Nhíp tinh thần. Rõ ràng em có cảm xúc với anh. Bị người khác thích đều sẽ là cảm xúc mà. Chẳng nhẽ anh không có sao? Anh không biết. Chỉ có hôn một người. Lúc nãy em không từ chối anh. Anh coi như em ngầm thừa nhận. Tôi giải thích, anh nói là nguyện biện. Không giải thích, anh nói là ngầm thừa nhận. Sao anh lại vô lý như vậy chứ? Vì vậy sau này em cẩn thận đi. Sau này anh sẽ bám lấy em đó. Định lực Romeo và Juliet. Khi tình yêu phải đối mặt với thử thách, sẽ tăng thêm cảm xúc hai người dành cho nhau. Nếu như em từ chối anh nữa, chính là chướng ngại tâm lý con người tạo ra, làm tăng thêm tình cảm của chúng ta. Cho nên tôi từ chối anh, lại thành ra tôi sai sao? Không phải là đúng hay sai, là vấn đề phương pháp. Vậy anh nói tôi nên làm gì? Thuận theo tự nhiên. Anh không ép em làm bạn gái của anh. Em cũng không cần gọi từ chối anh. Hãy coi như anh là một người bạn, như Tiểu Diễn Phương. Tôi sẽ không hôn bạn. Anh cũng không. Lưu manh. Sếp ơi, nghe trưởng phòng Hoàng nói rằng anh muốn xem điện thoại của tôi. Điện thoại của tôi và ngày truy ra thực sự không có ai khác nữa. Thư ký Đồng, cô hiểu nhầm rồi. Thực sự không phức tạp như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản mà thôi. Theo kinh nghiệm, theo đuổi thường tượng của cô có cách nào để biết anh ta có ra ngoài hôm nay hay không? Sếp à, cái này đơn giản lắm. Anh gọi điện hỏi. Không được gọi điện.
Vậy thì xong đến nhà người đó để xem. Đương nhiên cũng không thể đến nhà cô ấy. Sếp à, vậy còn một cách đơn giản hơn nữa. Anh có thể nhìn hoạt động trên Weibo. Nếu nhiều bước chân ít thì có lẽ không ra ngoài. Số bước chân nhiều thì chắc chắn ra ngoài rồi. Hoạt động Weibo. Quả nhiên ra ngoài rồi. Trưởng phòng Hoàng, 32.712 bước. Sếp ơi, tôi quên nói anh biết, hoạt động Weibo có thể làm giả đó. Như trưởng phòng Hoàng lấy điện thoại anh ấy buộc lên người con chó nhà anh ấy, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui, chiếm hết sống trên bản tin của mọi người, đúng là tức chết người khác. Chủ nhiệm Hoàng,